Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và tặng quà nhân ngày ra quân đầu năm mới Tân Sửu 2021 tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Phát biểu trong lễ ra quân đầu năm tại công trình vườn tượng APEC mở rộng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công trình vườn tượng APEC mở rộng là một trong những công trình có ý nghĩa chính trị xã hội chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là công trình được thực hiện từ nguyện vọng đông đảo người dân thành phố và sự nỗ lực của chính quyền thành phố. Mới hơn 3 tháng thi công, nhưng công trình đã hoàn thành hơn 40% các hạng mục. Đây là nỗ lực rất lớn của các đơn vị chủ đầu tư, thiết kế, thi công và giám sát công trình. Đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật và công nhân đang làm việc tại công trình đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, bám sát tiến độ ngay cả trong thời gian Tết Nguyên đán. Trên tinh thần này, lãnh đạo thành phố tin tưởng công trình sẽ đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 6 năm 2021, đảm bảo chất lượng thi công, tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị và địa điểm thưởng ngoạn văn hóa của người dân và du khách. Đến thăm nhà máy bia Heineken Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao kết quả kinh doanh của nhà máy trong thời gian qua và khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để nhà máy phát triển, đóng góp vào ngân sách, đồng thời tạo việc làm cho người lao động. Được biết, năm 2020, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ COVID-19, nhưng nhà máy bia Heineken Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng vẫn hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng dịch an toàn, vừa đảm bảo sản lượng sản phẩm theo đúng kế hoạch, nộp ngân sách thành phố gần 2.300 tỷ đồng, chiếm gần 12% trên tổng nguồn thu nội địa của thành phố. Năm 2021 cũng là năm đánh dấu 30 năm phát triển của nhà máy bia Heineken tại Việt Nam. Nhà máy đặt mục tiêu sản lượng trên 300 triệu lít, nộp ngân sách nhà nước tại thành phố hơn 2.500 tỷ đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng phát triển, đặc biệt là phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở tại đơn vị. Chính cái hiệu quả hoạt động của cái chi bộ ngoài khu vực quốc doanh này hiện nay thì nó rất cần thiết để chúng ta tập trung xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cho nên là chúng tôi cũng hết sức hoan nghênh biểu dương cái kết quả hoạt động của cái chi bộ trong năm 2020, đặc biệt là việc tập trung tổ chức đạo đảng rồi thực hiện chỉ thị 35. Thì tôi cũng đề nghị là anh Phúc với tư cách vừa là tổng giám đốc vừa là bí thư chi bộ thì tiếp tục duy trì và phát triển mạnh hơn nữa cái hoạt động của đảng bộ cho mang tính toàn diện ở nhà máy của chúng ta. Tất nhiên làm gì thì làm, hoạt động của tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp nó phải phục vụ cho lợi ích phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo cho quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động. Thì cũng mong là anh Phúc cũng quan tâm thêm để mà phát triển cái chi bộ này, không chỉ ở trong cái chi bộ chúng ta, không chỉ trong đảng bộ các khu nghệ cao và khu công nghiệp mà còn là cái điển hình để mà chúng tôi lấy đó làm gương để mà vận động các cái doanh nghiệp khác để người ta thấy rằng là có chi bộ trong một cái công ty doanh nghiệp ngoài nhà nước thì nó là việc tốt cho doanh nghiệp. Đến thăm động viên lãnh đạo công nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của Tổng Công ty trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2020 vượt qua những thách thức của biến động thị trường do COVID-19, đơn vị vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch năm ở cả thị trường trong nước, xuất khẩu và lợi nhuận, duy trì việc làm cho trên 11.000 lao động, đóng góp tích cực trong công tác phòng dịch tại thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ tiếp tục phát triển lớn mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, xứng đáng là doanh nghiệp vì người lao động, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu về dệt may của khu vực và cả nước, hình thành trung tâm thời trang lớn tại Đà Nẵng và góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố. Thì chúng tôi cũng đề nghị là Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu, hội nhập sâu hơn, tận dụng triệt để những cái thời cơ mà những cái hiệp định thương mại quốc tế gần đây chúng ta ký kết ấy, nhất là cái EVFTA và cái CPTPP ấy, những cái lĩnh vực mà cái ngành dệt may nó cũng có cái tác động khá là lớn. Cái thứ hai là tận dụng triệt để cái thời cơ của cách mạng công nghệ 4.0. Có rất nhiều thứ chúng ta đi tắt đúng đầu, rất nhiều thứ trong mô hình kinh nghiệm quản lý, rất nhiều thứ trong tiếp cận thị trường. Thì từ cách mạng công nghệ 4.0 này,
nếu chúng ta tận dụng tốt cái việc này cũng sẽ tạo ra cái sức đột phá cho phát triển của tổng công ty. Chúng tôi cũng đề nghị là trên cái tinh thần đã có, cái truyền thống đã có, thì tổng công ty trên tinh thần như vậy vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho người lao động. Tại các đơn vị đến thăm sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đều nhấn mạnh COVID-19 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục tác động lên tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung cũng như thành phố nói riêng. Bước sang năm mới 2021, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, thành phố chúc cho các doanh nghiệp có một năm sản xuất kinh doanh thắng lợi, thành công, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoạt động hiệu quả để góp phần tích cực vào quá trình phát triển chung của thành phố. Yêu cầu các doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống COVID-19, vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công chủ đề của năm 2021, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế.